Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm súng bắn bu lông Makita 15 cell và 980 Newton vừa mới về cập nhập do bên máy móc Minh Chí phân phối. Thì không để anh em chờ lâu nữa thì tôi sẽ bắn thử cho anh em xem nhé. Ok chưa anh em? Thì đây là mẫu súng Makita vừa mới về do bên máy móc Minh Chí phân phối. Sản phẩm đi kèm là hai pin. Đấy, một sạc, một thân máy. Ngoài ra thì sản phẩm có đi kèm 13 cái đầu khẩu từ 8 cho đến 24. Đấy. Đầu khẩu màu đen anh em ạ. Một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan. Đây, đây là đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan cho anh em. Đầu này là chúng ta gắp lắp vào để bắn vít bốn cạnh này. Còn đầu này đấy, để anh em chúng ta bắt mang danh vào để vặn khoan. Thì đây là thông số của sản phẩm, anh em có thể nhìn thấy là 980 Newton từ 0 cho đến 2400 vòng trên 1 phút, còn tối đa là 0 cho đến 3200 vòng trên 1 phút. Sản phẩm này thì được bọc bằng cao su rất là chắc chắn. Đằng sau đế cũng bọc bằng cao su. Có dán thương hiệu của Makita. Bắn left right trái phải anh em chúng ta chỉnh ở đây. Thì cái mẫu sản phẩm này 980 Newton thì nó sẽ bắn được khoảng từ bu lông 8 đến bu lông 32 cho anh em chúng ta là thợ sửa chữa. Thì mẫu của sản phẩm này thì tôi đánh giá là rất là chắc chắn và rất là chất lượng. Sản phẩm này 980 Newton và có dập thương hiệu của Makita. Tuy nhiên ấy, thì Makita này thì anh em có thể biết được là nó không phải là hàng chính hãng rồi. Bởi vì với cái tầm giá dưới 1 triệu thì đa phần thì Makita xịn mà nhập khẩu của bên Nhật thì nó phải rơi vào tầm 9 đến 10 triệu. Cho nên là chắc chắn là cái dòng Makita trên thị trường mà cái tầm hơn 1 triệu thì là hàng nhái rồi. Nhưng mà bù lại là tôi đánh giá là đây là một trong những cái sản phẩm rất là chất lượng và rất là đáng mua cho anh em. Cầm vào cũng khá là nhẹ anh em ạ. Các cái đường ốc rất là chắc chắn. Left right trái phải có súng cũng rất là chắc chắn nha anh em nhé. Pin chúng ta có thể chỉnh chế độ ở đây. Khi mà chúng ta ấn ở đây thì là chế độ này là chế độ gì, khi mà không gặp vật cản thì nó sẽ tự động dừng lại. Đấy, rất là chắc chắn anh em ạ. Thì giá của sản phẩm của cái súng Makita này bên máy móc Minh Chí xin phép để ngay dưới phần comment để anh em chúng ta có cái nhìn chi tiết hơn về chiều cao, cân nặng cũng như là các cái linh kiện đi kèm. Thì anh em có thể ép Zalo của bên mình. Đấy chính là máymocminhchi.com 0915498666 hoặc là 0978390231 hoặc là 0986734894. Thì là ba số này bên mình đều có Zalo. Thì là nếu mà anh em nào quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này, súng Makita 980 Newton 15 cell, pin của nó là 6AH 199V này thì nó không phải là cái volt đâu anh em. 199V này nó chỉ là cái tên gọi thôi. Như anh em cứ bảo là 199V nhưng không phải. 199V thôi là cái tên gọi của mẫu sản phẩm này. Súng Makita 199V XGT. Đấy thì là mã của cái mẫu sản phẩm này. Thì là pin của nó là 6AH. Thì là nếu mà anh em nào chúng ta là thợ sửa chữa và thường bắn các bu lông to từ 8 cho đến 32 thì anh em nên mua cái mẫu sản phẩm này. Phụ kiện đi kèm thì gồm là hai pin, đấy, một sạc, 13 cái đầu khẩu đi kèm và một vali của thương hiệu Makita. Thì là nếu như anh em nào chúng ta đã có đầu khẩu rồi, anh em có thể là liên hệ với cả shop để trừ cái tiền đầu khẩu đi thì sẽ bớt được cái tiền chúng ta sử dụng. Thì mẫu sản phẩm này bên mình xin phép ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền, tránh tình trạng là anh em chúng ta mất lòng tin khi mua hàng online. Sản phẩm này đến nơi anh em xem hàng, thử hàng thoải mái để cho anh em yên tâm khi mua hàng online. Sản phẩm này tự tin bán được từ bu lông 8 đến bu lông 32, rất là khỏe, rất là chất lượng. Pin ý, thì sử dụng liên tục trong vòng được khoảng tầm 8 tiếng, còn nếu mà chúng ta bắn ngắt nhả thì chúng ta có thể sử dụng được trong vòng 1 tuần. Đấy, left right trái phải rất là chắc chắn từ các cái đường vân, các cái đầu ấy này, rất chắc chắn anh em ạ. Bình thường ấy, các cái dòng súng nhái trên thị trường ấy, khi chúng ta quay này, cái đầu nó lắc rất nhiều. Nhưng mà riêng những cái dòng Makita đời mới này thì là rất là ổn áp anh em ạ. Và đặc biệt là motor không chổi than. Anh em chúng ta bắn.
trong quá trình bắn ra không có lửa tóe đánh ra này, không có mùi khét, hàng motor không chổi than và rất là chất lượng. Thì nếu mà anh em nào chúng ta thích các cái dòng súng Makita 199V mà 980 newton thì anh em có thể liên hệ ngay với cả bên mình. Đây, đây chính là cái thông số của sản phẩm 980V từ 0 cho đến 2400 vòng trên 1 phút và tối đa là 3200 vòng trên 1 phút, thương hiệu của Makita. Thì đã rất hy vọng là cái mẫu sản phẩm này sẽ giúp ích được cái phần nào trong công việc sửa chữa của anh em. Sản phẩm đến nơi xem hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Đấy, rất là uy tín nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video giới thiệu sản phẩm của bên máy móc Minh Trí. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.